Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG và ông Koichi Taniguchi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sumitomo Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Buổi làm việc nhằm triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các dự án tại thành phố Đà Nẵng đã được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và tập đoàn BRG, tập đoàn Sumitomo vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã thông tin đến lãnh đạo hai tập đoàn các nội dung cụ thể về định hướng quy hoạch phát triển và triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan và chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án phát triển hạ tầng đô thị mà Đà Nẵng đang tập trung kêu gọi đầu tư. Quy hoạch trung tâm logistics và quy hoạch sân bay Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao Đà Nẵng, hai tập đoàn đã có những đánh giá tích cực đối với những thông tin được cung cấp. Đây là những cơ sở quan trọng để hai tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư đối với nhóm dự án quan tâm tại Đà Nẵng.